Hello, xin chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi tôm vs vs lại tôm hero đăng nha. Ok, cho nguyên ben này đi quét rác trước nha. Rồi, Inger này mình cũng này. Quá ở đâu? Hay. Mẹ rồi. Cho quét rác đây luôn. Rồi, hai bé này bật này tắm nha. Giờ này phá luôn rồi ấy. Nó sạch. Bơm chơi bơm bóng mà. Ok. Hành ra quách cây. Giờ muốn bé chay. Hai con bơm chung với nhau nhá. Mày cà chua luôn. Cây luôn. Chào hắn lên đạp nha. Ok, mình sẽ vào bơm bóng với nó. Chờ đồ đây luôn. Nó có bóng ngôi sao. Lan rộng ra. Bóng ngôi sao này nổ lan rộng mà to luôn. Quá đó. Ok, mình sẽ không chơi nữa. Rồi, Giger quét xong rồi rác rồi. Quét xong rồi đói này. Rồi đi ăn nhá. Nó ăn la này. Cà phê. Ăn luôn rồi. À, lại mới ra kì. Cát. Ben này mới ra chơi chơi à. Thỏ là vẽ tranh. Chơi luôn. Màu thôi.
sao màu đỏ? Chơi ok, mình sẽ sang game tôm heo rác nhá. Ok, mình đang vào game tôm heo rác rồi. Bạn ấy nào.